Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng xấu trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ tới các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay. Liệu bạn có may mắn sở hữu lòng bàn tay có hình thỏi vàng thì đây là một tướng tay có số hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Về lòng bàn tay mà có hình thỏi vàng thì được coi là tướng tay có phúc có phần, giúp người sở hữu làm việc gì cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng, cuộc đời nhiều may mắn, và đặc biệt là về đường tài lộc thì rủng rỉnh. Một là về đặc điểm để nhận biết lòng bàn tay có hình thỏi vàng. Về những lòng bàn tay ai mà có hình thỏi vàng như hình vẽ trên đây, hay còn gọi là vân nguyên bảo, nó có một đặc điểm rất dễ nhận biết, gồm 3 đường vân chính, một số đường chỉ tay khác trong lòng bàn tay. Với những đường chỉ tay này, nó nối lại với nhau tạo thành một hình thang trên rộng dưới hẹp, không bị hở chỗ nào, gần giống như một thỏi vàng. Đây được xem là tướng tay có phúc, mang đến rất nhiều may mắn, và đặc biệt là về đường tài lộc cho người sở hữu. Về thứ hai là vận số của người sở hữu lòng bàn tay có hình thỏi vàng ra sao. Theo nhân tướng học cho rằng thì với những người mà sở hữu nét tướng trong lòng bàn tay có hình thỏi vàng thì đa phần là những người có số phận may mắn hơn hẳn những người khác. Người này có số mệnh giàu sang phú quý, đặc biệt là biết cách nắm giữ tài sản và vàng bạc, với cuộc sống thì thăng hoa thịnh vượng, khó ai sánh bằng. Họ vốn là một trong những người sinh ra để tạo ra của cải và vật chất, dù làm ở lĩnh vực nào hay môi trường nào thì cũng có thể sinh lời sinh lãi rất cao. Còn về tiền vận thì cuộc sống của những người mà sở hữu lòng bàn tay có hình thỏi vàng ở những năm tháng đầu đời thì có thể gặp đôi chút sóng gió. Với tất cả những vất vả đó, nó sẽ chấm hết khi họ bước vào giai đoạn trung vận. Còn về ở trung vận thì trung vận họ sẽ có một sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài vận theo đó cũng dồi dào, dư giả vô cùng. Và liệu bạn có sở hữu tướng tay có số quý nhân phù trợ này hay không? Nếu có thì cả đời bạn sẽ hưởng giàu sang phú quý. Với những người đã kết hôn hoặc thành gia lập thất thì cuộc sống không bao giờ phải lo đến vấn đề cơm áo và gạo tiền, vì tài lực trong tay đã giúp họ có thể kê cao gối ngủ ngon, gia đình sung túc và thịnh vượng. Còn về hậu vận của những người có bàn tay hình thỏi vàng này, đến giai đoạn hậu vận thì với những người mà sở hữu tướng tay này cũng chẳng gặp phải nhiều phiền muộn gì. Cứ thế cuộc sống và cuộc đời sung túc và viên mãn. Nếu đàn ông mà sở hữu tướng tay này là người rất giỏi, tích tiểu thành đại và biết cách phát triển sự nghiệp để cải thiện về tài chính của riêng mình. Hơn thế nữa, kể cả khi đã có một tình hình tài chính ổn định và dư giả thì họ cũng không hề tiêu pha xa xỉ và lãng phí. Thay vào đó thì những người này còn biết cách đầu tư và quản lý tài sản để làm giàu thêm những gì mà mình đang có. Cho dù khi đến đâu thì họ cũng có số phúc hưởng cả đời, không phải lo lắng về chuyện cơm áo và gạo tiền. Khi đến tuổi về già vẫn được hưởng thụ một cuộc sống viên mãn và sung túc. Đặc biệt là với những phụ nữ mà sở hữu tướng lòng bàn tay này có hình thỏi vàng này thì hầu hết là những người có một cá tính mạnh mẽ, quyết định được số phận của bản thân và làm chủ được cuộc sống của riêng mình. Với những người như vậy thì chẳng những có thể tự xây dựng được sự nghiệp vững chắc, mà nếu được phát huy về tiềm lực, họ còn trở thành lãnh đạo tài năng và còn là một người vợ quyền lực, mang đến nhiều may mắn cho gia đình và chồng con. Nói đến tướng lòng bàn tay thì ngoại trừ nguyên vân nguyên bảo còn có vân tài vận,
cũng tượng trưng cho người tài phú, và đây là một trong những đường vân nhiều tiền lắm của nhất. Với đường vân tài vận là một trong những đường vân, nó nằm dưới ngón đeo nhẫn và ngón tay út, nó kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía dưới lòng bàn tay, hoặc là những đường vân nằm ở đốt thứ hai của ngón tay cái. Người có những đường vân tài vận này thì thường là một trong những người có cuộc sống dư giả về tiền bạc, thu vào sung túc, và họ được trời phú cho một đầu óc thông minh, tài giỏi và có khả năng kiếm tiền, và hoàn toàn sống độc lập và tự chủ. Khi đã sở hữu được một khối tài sản kha khá trong tay thì những người này sẽ biết phát triển cho bản thân và cuộc sống của mình. Một khi mà sở hữu được khối tài sản kha khá trong tay thì những người này tự biết phát triển về bản thân lên một tầm cao mới, và họ có khả năng giúp cho họ trở thành những người quyền lực, có thể thay đổi về cuộc sống của người khác. Nếu là người làm trong lĩnh vực kinh doanh hay là buôn bán mà sở hữu những vân tài vận như thế này thì người này có máu kinh doanh thiên bẩm, rất nhanh nhạy với sự thay đổi với thị trường để thay đổi cho phù hợp, nên tiền tài nhiều như nước, hết rồi lại có. Ngoài ra thì những người này cũng giỏi về các giao dịch về tài chính khác. Vân tài vận này thường là những người có đường nhỏ cắt nhau, chồng chéo lên nhau. Còn vân tài vận mà càng đậm, càng rõ, càng nhiều đường nét thì cuộc sống lại càng giàu sang phú quý. Về thứ ba là có một số tướng tay giàu sang phú quý khác. Với những người mà có lòng bàn tay dày dặn nhiều thịt nhưng lại mềm mại, đó là một mệnh phú quý, cuộc sống ít lo âu, và đa phần thì họ đều có một nền tảng về sự nghiệp và tài vận rất tốt. Về trong cuộc sống hay trong công việc đều tràn đầy một sức lực và hy vọng hăng hái, luôn cố gắng vươn lên và có một bản năng kiếm tiền rất tốt. Hơn thế nữa thì những người này còn có một đầu óc thông minh và trí tuệ rất linh hoạt trong việc làm giàu. Để có thể thực hiện một ý tưởng của bản thân thì họ luôn luôn kiên trì không mỏi mệt, cho nên người có đặc điểm tướng tay này rất dễ giàu có. Ngược lại với những người có những bàn tay mỏng, màu sắc nhợt nhạt gầy gò thì suốt đời nghèo khó, và tay cứng khô thì bần hàn khốn khổ, cuộc đời thì chịu nhiều gian lao. Về phần đường tài lộc sâu thẳng là người lắm tiền nhiều của, đại phú và đại quý. Nếu những người đàn ông mà sở hữu những đường tài lộc vừa sâu vừa thẳng, đậm nét lại liền mạch thì là một trong những người rất thông minh, rất có tài và rất giỏi đầu tư, dễ làm nên nghiệp lớn và sẽ kiếm bộn tiền. Một khi bắt tay vào công việc gì thì họ luôn luôn cố gắng kiên trì đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc vì là nghịch cảnh. Hơn thế nữa thì người này còn rất tích cực xây dựng sự nghiệp và luôn biết nắm bắt những cơ hội để tích lũy tài sản cho riêng mình. Khi đã trải qua nhiều năm phấn đấu thì họ có thể được hưởng một cuộc sống sung túc và đầy đủ. Ngược lại, với những đường tài lộc mà bị gợn sóng thì chứng tỏ về vận may về tiền bạc của bạn không chắc chắn. Với những người mà sở hữu tướng nét tay này có thể sẽ gặp nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như là công việc làm ăn, cần phải nỗ lực hết mình thì mới mong cải vận. Còn về đường tài lộc mà bị gián đoạn, nghĩa là bạn thiếu đi một sự may mắn về mặt tài chính, và bên cạnh đó thì sự nghiệp của bạn cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, vấn đề kinh doanh rất khó khăn. Còn về người có bàn tay không có khe hở, đây là một dấu hiệu người biết cách quản lý về tiền bạc và biết tích lũy làm giàu. Về theo nhân tướng học thì với các ngón tay khít vào nhau là một trong những tướng tay của người rất biết giữ tiền. Với những người mà sở hữu tướng tay này có thể kiếm được rất nhiều tiền, và đặc biệt là luôn biết nắm giữ tài sản cẩn thận. Với những người đàn ông mà sở hữu một trong những tướng tay này là người rất giỏi quản lý về tài sản và có sự tính toán tỉ mỉ,
hiểu được nên làm thế nào để tiền đẻ ra tiền. Với những người phụ nữ mà sở hữu tướng tay như thế này thì thường là một trong những người rất đảm đang, tháo vát và rất tốt cho gia đạo của họ. Không những biết chăm sóc gia đình chu toàn mà còn có thể giữ được của cải cho gia đình mình nữa, và luôn biết lo lắng chi tiêu giúp cho gia đạo ngày càng hưng thịnh và ấm no hơn. Bên cạnh đó thì với những người có tướng bàn tay như thế này cũng có khả năng gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc nhờ vào sự khéo léo tỉ mỉ, biết nắm thả đúng lúc và tạo dựng được cơ nghiệp riêng cho chính bản thân và gia đình mình. Nhìn chung, với cuộc sống hậu vận của những người có tướng bàn tay này, không giàu thì cũng phú, không phú thì cũng quý, và luôn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn về tinh thần và vật chất. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.